là mình không thấy một cái nguyên tắc giao thông nào ở Ấn Độ mọi người. Sau nửa tháng mình ở đây không thấy một cái nguyên tắc nào ở Ấn Độ hết. Giao thông thì họ chạy loạn xà ngầu luôn. Chào tất cả mọi người, thì hiện tại thì mình đang có mặt tại Varanasi. Thì mình cất chuyến bay từ New Delhi qua Varanasi thì tầm hơn 1 tiếng rưỡi mọi người. Sáng hôm nay thì nhận phòng xong thì mình ra ngoài khám phá thành phố Varanasi như thế nào nha. Thì hiện tại thì mình đang đứng ở ngoài và hoang mang luôn, chưa biết là phải đi hướng nào. Chắc là sẽ bắt một cái chiếc xích lô để mà đi thôi mọi người, qua những cái gác ở gần sông Hằng. Hello. I want to go here. Manika Ghat. Yeah. How much money is it? Kidnap. Set about 100. Okay, 100, okay. 120. Okay, 120 is okay. Đây là quang cảnh bên ngoài ở Varanasi nè. Mình thấy ở ngoài bên này á thì dạng như nhà cửa họ hơi giống như kiểu tạm bợ vậy đó. Họ dạng như là họ những cái gạch này nè, họ không có sơn phết lại, họ vẫn để như vậy luôn. Cái nhà giàu nhà nghèo gì họ cũng vậy. Nó ở đây nhìn nó khá là cũ. Hiện tại thì đang ở trong trung tâm thành phố Varanasi. Có rất là nhiều mấy chú chạy xích lô trên bên đường. Nhưng mà mình thấy ở đây họ cũng bóp kèn rất là dữ mọi người, bóp kèn rất dữ dằn luôn. Hầu như là nghe tiếng kèn in tai điếc óc luôn á. Mới sáng sớm ra rồi đó, mới có 8 giờ sáng, 9 giờ sáng. Đó mọi người thấy không? Chạy mà không có xe mà mấy ổng cũng bóp kèn nữa. Mình sẽ cho mọi người xem về thành phố Varanasi như thế nào nha. Ở trên này nè, những cái nhà vậy như nó cũ lắm rồi. Thấy nó cũ lắm rồi, nhưng đặc biệt là nhiều khi nó cũng nhà lầu, nhưng mà mình thấy nó cũ và vậy như là họ không có sơn phết gì hết á. Họ vẫn để như vậy. Và có những cái nhà gạch như thế này nè, là họ xây lên. Họ xây lên những cái nhà gạch như thế này, đường bên trong á họ ở, họ mua đồ dùng họ ở bình thường, nhưng mà bên ngoài là gạch. Đó, theo kiểu tạm bợ thôi, chỉ có nơi ở là được rồi. Bên ngoài là gạch, bên trong thì họ sơn phết đàng hoàng. Mới đầu thì mình nghĩ là sẽ đi xe lửa về Varanasi, nhưng mà mất 22 tiếng đồng hồ để tới Varanasi lần mọi người. Và 22 tiếng về thì nó rất là lâu và tốn thời gian, cho nên là mình chọn là mình đi máy bay luôn. Cũng hơn 1 tiếng rưỡi mới tới nơi. Và hầu như là đường phố Varanasi nó hơi nhỏ, nó không có lớn như ở bên New Delhi, và nó rất là kẹt xe, lúc nào nó cũng trong tình trạng kẹt xe. Và hôm nay là mình dậy sớm mà ra mà xe cộ cũng rất là đông. Dari tempat ke mana?
đường phố thì mình thấy lúc nào cũng có ruồi hết, hầu như là ruồi ở Ấn Độ rất nhiều, bị phân bò đồ người ta, với lại người ta ăn trầu, người ta khạc ngoài đường á, mấy cái trầu này con ruồi nó bu lại rất nhiều. Đứng đây mình ngồi ở đây mà nãy giờ kẹt xe gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Thì mọi người nghe tiếng kèn không? Trời ơi, tiếng kèn mà kinh khủng luôn. Alo. Ôi trời, hầu như là không có nhích nổi ở đây luôn. Thực sự là mình không thấy một cái nguyên tắc giao thông nào ở Ấn Độ mọi người. Sau nửa tháng mình ở đây không thấy một cái nguyên tắc nào ở Ấn Độ hết. Giao thông thì họ chạy loạn xà ngầu luôn. Loạn xà ngầu luôn mọi người. Không thấy một cái nguyên tắc nào ở Ấn Độ về giao thông hết. Người đi bộ, người chạy xe máy không đội nón bảo hiểm, người đội nón mình không biết được là như thế nào. Và xích lô rồi túc túc rồi chạy ngược chiều tùm lum hết ở Ấn Độ luôn, không thấy một cái làng nào chính thức hết. Ở đây có rất là nhiều những cái chỗ bán trầu và bán trà sữa nóng. Trầu ở Ấn Độ thì đi khoảng tầm 10 bước 20 bước là có chỗ họ bán trầu rồi. Và mình thấy là ở Ấn Độ á, ở đây á, hầu như mấy người trẻ họ cũng nhai trầu nữa mọi người, mới có mười mấy, hai mươi mấy tuổi họ cũng nhai trầu luôn, chứ không phải là người già nha. Ôi trời, bóp kèn rồi ông chửi, ông tự chửi người ta luôn. Thôi thôi, mình thấy Ấn Độ, mấy người Ấn Độ họ cũng nóng tính thiệt. Họ bóp kèn và họ chửi người ta luôn. Mấy bữa nay ngày nào sáng ra cũng thấy chửi lộn hết. Đây là bên trung tâm ngay tại Varanasi mọi người, ngay cái dòng xoay này. Đây mọi người thấy là ngay chỗ này là hầu như là xe lúc nào cũng đông và chật kín luôn. Không có cửa nào để mà đi ô tô mà chạy cho nhanh hết. Thật sự cái dân số ở Ấn Độ quá là đông luôn. Mà họ cái họ cách họ quản lý không có chặt á. Vậy nên là bây giờ là hầu như là tất cả mọi thứ nó đều hỗn loạn. Có những nước dân số đông nhưng mà không có đến nổi như vậy mọi người. Thì mình đang đứng ngay chỗ trung tâm của Varanasi. Đây là một thành phố cổ và lâu đời nhất ở Ấn Độ. Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem. Wow, hầu như ngay cái chỗ này thì rất là hỗn loạn luôn. Rất là hỗn loạn ngay chỗ này luôn. Sao mà thấy ngay cái chỗ này xe cộ chạy vô lộn xộn thiệt không biết. Okay, I'm walking. Okay. Ngay chỗ này là những cái gác nổi tiếng mọi người. Ở Ấn Độ có rất là nhiều cái gác ngay cái chỗ sông Hằng này nè. Và hầu như là cái gác này là mình thấy là đông nhất. Ngay chỗ này thì nó rất là nhiều những cái tôn giáo khác nhau. Người ta ăn mặc nhìn trông rất là lạ. Hầu như đi vô trong này là phải đi bộ thôi, không thể nào đi taxi được nữa, không biết nào. No. Ở đây mình chắc mình không có thể nào mà
mà không cảnh giác được. Mọi người có những người á, họ dạy như là họ cố tình á, họ lại họ tự nhiên họ chấm vô đầu mình vậy nè, cái là họ lấy tiền, họ lấy 400-500 ruby. Hôm qua mới vừa tới khách sạn á, mình không biết cái đứng cái mà ổng chấm cho một cái ông lấy tiền, tự nhiên mất 400-500 ruby. Cho nên là hôm nay là gặp là sợ rồi. Tối hôm qua vừa bị mất tiền quan luôn. Với lại á, mọi người có những người mà họ chỉ mình đưa máy quay vô á, cái mình kiểu mình lướt ngang qua họ thôi là họ lại họ đòi tiền luôn á. Nó rất là nhiều cái kiểu mà lấy tiền ở Ấn Độ mà nó vô lý lắm kìa. Hầu như cái gáp này mình thấy có cảnh sát họ đứng, cảnh sát ở đây cũng khá là nhiều. Có một điều mình thấy là ở Ấn Độ mọi người thì người ta hay lấy cái bánh này nè, họ ăn sáng xong rồi họ chấm với cái trà sữa đó, vậy nhẹ vậy thôi, ăn ít thôi mọi người. Còn buổi trưa là họ sẽ ăn chín, chứ họ không có ăn cái gì mà nhiều như là mì cơm hay là bất cứ cái gì vào buổi sáng mà nhiều hết á. Vậy cho qua bữa thôi, buổi trưa là họ sẽ ăn chín nha. Hello. Hello. Oh, tattoo. Yeah, Indian man. Henna. Akash, you get it. You're from? I'm from Vietnam. Indian culture. I don't speak Hindi. Yeah. I don't know Hindi. I know English. English? English, yeah. Okay. Okay. I'm walk myself. Thank you. Ngay chỗ này thấy cảnh sát nhiều ghê, mọi người quá trời cảnh sát luôn, quân đội cảnh sát. Nghe nói chỗ này cũng có lừa gạt nhiều, vì những cái người họ chèo kéo họ báo giá tới đằng báo con đường, xong rồi tới nơi họ báo con nẻo mọi người. Đây là thành phố Varanasi. Thật sự là mình đi bộ cũng rất là dài rồi, không biết là cái điểm nào là điểm dừng ở cái gác này nữa. Xe cảnh sát, rất là nhiều xe cảnh sát ở đây. Bóp kèn ít nổi luôn. Ai mà mọi người ở một cái đất nước nào mà thấy yên tĩnh mà qua đây là chắc chịu không nổi mọi người. Ở Việt Nam tại vì cũng có bóp kèn cho nên qua đây cũng hơi cũng quen từ từ thích nghi được. Còn mà ở đâu mà nước nào mà hiện đại chút mà không có bóp kèn á là qua đây chắc sốc luôn. Hầu như mọi người thấy không, mình không thể nào mà mình ngừng lại được, mình nói chuyện và hầu như là mình phải đi bộ liên tục. Không thể nào mà ngừng lại được tại vì cái giao thông nó ào ạt liên tục. Không thể nào mà có một điểm dừng ở Ấn Độ. I don't speak Hindi. Thank you. Có một mình trong Á trong này thôi. Hầu như là ở đến Việt Nam. Yeah, Việt Nam. I'm from Việt Nam. Hà Nội. Sài Gòn. Sài Gòn. Thank you. Mấy ngày nay mình cũng có ăn đồ Ấn, mình cũng hơi bị đau bụng. Hiện tại chắc cũng bụng còn cũng ở một ngày dài, thời gian dài ở Ấn Độ thì hầu như là cái việc đau bụng không thể tránh khỏi mọi người. Tất cả mọi thứ dạng như không khí, rồi đồ ăn,
do bụng người Ấn họ quen á, họ ăn thì không sao. Mình hôm qua giờ cũng có bị tiêu chảy, cũng có hên là cũng có đem thuốc theo mọi người. Uống cái gì cũng không được mà ăn cũng không xong, chỉ có mua đồ nước suối đồ này kia mình vô những cái cửa hàng lớn mình mua thôi, còn đồ ăn ở ngoài thì hầu như là không thể cảm nổi luôn. Đây là một trong những cái món mà nó đơn giản lắm luôn mọi người. Trái dưa này gọt lên rồi xong rồi rắc một miếng muối ăn thôi. Hello sir, can I get one please? One. Trời ơi. Sốt. Sốt đó. Đây. Dưa. Dưa chuột không hộ. Họ rắc miếng muối lên nữa. Vậy là xong rồi đó. Ở đây người ta đang xếp hàng đi vô một cái đền nè, mọi người thấy không? Chắc mình không có vô đâu. Việc xếp hàng rất là đông. Đông kinh khủng. Chỗ này thì hầu như là phụ nữ rồi trẻ em ăn xin rất là nhiều. Cái tỷ lệ mà mình thấy ăn xin là nhiều nhất là ở Ấn Độ mọi người. Vì ở đây á không biết là thấy họ cũng vẫn còn mạnh khỏe mà họ ra ngoài họ vẫn xin ăn bình thường. Mình đi lên này được không? Ngay bên phải này mình thấy có một ngôi đền thì mình tính vào, nhưng mà họ nói là chỉ có người Ấn Độ họ mới được vô thôi. Người nước ngoài mà đạo Hindu cũng không được vô nha. Chỉ có người Ấn Độ họ tin là đạo Hindu là 100% họ mới cho vô. Chọn Ấn Độ để mà hưởng thức diện cái tôn giáo, để hiểu thêm về văn hóa, để mà biết được là những cái đạo và dạng như mình du lịch bụi mọi người, rồi đi du lịch bụi nha, thì cái đó rất là phù hợp. Ấn Độ là một nơi rất phù hợp để đi du lịch bụi, còn mình đi mà để dắt cha mẹ đi và dắt vợ con hay là tất cả mọi người đi, người thân xung quanh đi để mà hưởng thụ, thì thật sự Ấn Độ có gì nó hưởng thụ hết. Cầu này người ta khạc ngổ ngoài đường rất là nhiều, họ khạc liên tục. Đi qua đây là không quen thì cũng dễ mệt, bụi bặm rất nhiều. Ở đây cảnh sát họ cũng khạc nữa mà đâu có phải người dân đâu, khạc ngổ là
hầu như cái văn hóa họ như vậy rồi, họ nghĩ là không có sao. Kiếm một cái con hẻm nhỏ để mà mình đi vô, đi bộ vô những cái gác ra ngoài cái rìa sông Hằng mọi người. Thì thật sự trong này nó còn dơ, dơ kinh hồn hơn. Video. Video. Yeah. Ở đây mọi người thấy không, ruồi nó bay nè. Ruồi nó bay nè, mà trước tiệm người ta bán thuốc, bán đồ ăn, ruồi nó bay quá trời ruồi. Ruồi kinh luôn. Tại vì ở dưới đây á, trầu á mọi người, người ta khạc á. Cái hẻm này nó dơ khủng khiếp. Ở đây dạng như là người ta bán giống như mình thấy là tàu hũ á, bánh tàu hũ mọi người. Ôi giời ơi, bóp tay vậy nó thiêu sao ta. Ôi, chú này chú bỏ cái nước gì mà trong cái bình mà mình thấy đen thui à. Đây là một trong những cái gác rất là nổi tiếng tại Varanasi mọi người. Ngay bờ sông Hằng thì ngay chỗ này người ta thiêu người chết nha. Thì mình đang đi bộ vô nè. Ở đây người ta bưng người ra liên tục. Để cái hẻm nhỏ thôi mà rất là đông người vô. Ôi trời ơi, mất vệ sinh quá, bé này nó bệnh mà. Mọi người thấy không? Trẻ nhỏ ra ngoài ăn uống như vậy, nhóc nó ốm nhom ốm nhách luôn nè. Ở trong cái hẻm nhỏ mà ổng cũng bóp kèn. Bóp kèn không biết bóp cái gì. Rất là bực mình luôn, nhiều khi họ cứ bóp mà dường như là mình đang đi mình né được cho họ mà họ vẫn bóp mọi người. Rất là bực mình luôn. Wow. Ở ngay chỗ này chú này mà họ chú bán đồ ăn mà bên trong một cái lỗ nó rất là nhỏ như vậy luôn mà vẫn ngồi bán đồ ăn bình thường. Ở trong cái lỗ rất là nhỏ. Rồi nó chỉ cần là bằng có chút xíu thôi mà chú ngồi trong đó chú bán luôn mà rất là đông người mua nha. Quá trời người mua luôn. Đây người mất họ đang bưng qua rồi mọi người ha. Thì hồi nãy giờ mình cũng cho mọi người xem về thành phố Varanasi rồi. Thì mọi người cảm thấy như thế nào thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Thì cái video này nó rất là dài rồi. Thì mình sẽ kết thúc video này ở đây nha. Mình sẽ cho mọi người xem những hành trình tiếp theo ở tại sông Hằng. Bye bye mọi người.